Một số bệnh thường gặp ở trâu, bò. 1. Bệnh anthrax. Theo số liệu thống kê có tới 13,8% số trâu, bò mắc bệnh anthrax, bệnh thán hay còn có tên khác là Tilica buca hoặc Newsran. Hiện tượng thường gặp là lá lách xương to. Nguyên nhân chính do tác nhân gây bệnh có tên là Bacillus anthracis. Khi những bệnh nhiệt độ cơ thể tăng nhanh và xương cổ, chuyển bệnh do các loại côn trùng hút máu gây ra, nó cũng có thể lan truyền sang cho con người thông qua việc ăn thịt, tiếp xúc với động vật đã nhiễm bệnh. Cách phòng tránh là tiêm phòng vaccine bệnh than cho trâu, bò, nhất là ở những nơi có nguy cơ mắc bệnh cao. 2. Bệnh tụ huyết trùng. Đây là căn bệnh thường xảy ra trong giai đoạn xuân hè, nguyên nhân chính do vi khuẩn gây ra, chúng thường thâm nhập qua đường tiếp xúc giữa trâu bò khỏe mạnh với những con đã nhiễm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 12 đến 48 giờ, trâu bò thường có dấu hiệu mệt mỏi, sốt cao, thở dốc, chảy dịch mũi, nước dãi. Cách điều trị có thể dùng streptomycin, loại một giọt nhỏ, liều dùng 20mg trên kg trọng lượng hoặc thuốc sulfathiazone, sulfamerizi với liều 20 đến 25mg cho 1 kg trọng lượng. 3. Bệnh ỉa chảy. Đây là căn bệnh thường gặp ở bê, nghé non, nhất là trong giai đoạn mưa phùn ẩm ướt, thức ăn bị nhiễm khuẩn, nhất là khuẩn E. coli và các loại gây bệnh về đường tiêu hóa. Thời gian ủ bệnh 1-3 ngày. Giai đoạn đầu sốt nhẹ, sau đó mệt mỏi, kém ăn, uống nước nhiều và ỉa phân lỏng nhiều nước và có máu, nếu nặng mất nước có thể gây tử vong. Cách điều trị có thể dùng phối hợp thuốc canamycin giảm bột một giọt nọ, liều 20mg trên kg trọng lượng, 2 lần một ngày, phối hợp dùng bicetol giảm viêm hoặc dùng clogram giảm bột đã pha thành dịch cho bê, nghé uống theo liều 20mg trên kg trọng lượng. 4. Bệnh run đũa ở bê, nghé. Đây là căn bệnh thường thấy ở nghé từ 1 tháng 3 tháng tuổi, nhất là vào cuối xuân đầu hè. Hiện tượng thường gặp là phân trắng lỏng có mùi tanh, cơ thể vật chủ suy yếu, thiếu máu và nếu nặng tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30-40%. Cách điều trị có thể dùng thuốc Odipinac-Piperazin liều 0,25g trên kg trọng lượng và thuốc Nevenpet với liều 0,10-0,15g trên kg trọng lượng. 5. Bệnh xoắn khuẩn. Đây là căn bệnh do khuẩn Leptospira gây ra, ảnh hưởng trực tiếp tới đường tiêu hóa. Vi khuẩn có thể thâm nhập qua đường tiêu hóa, niêm mạc, thời gian ủ bệnh từ 5 tháng 10 ngày và có 3 dạng bệnh thường gặp là cấp tính, mãn tính và quá cấp, làm cho trâu bò suy yếu, rụng lông, thiếu máu, phù thủng, nước tiểu vàng, sẩy thai IBD. Cách phòng bệnh: xét nghiệm máu để xác định khuẩn Leptospira, dùng vaccine phù hợp, vệ sinh chuồng trại, diệt chuột, ăn uống vệ sinh. Có thể dùng một số thuốc kháng sinh như Penstret 1 giờ 20kg trọng lượng, thuốc Mabovicin 1ml 10kg thể trọng và Vimizol 1ml 10kg thể trọng. 6. Bệnh chướng hơi. Bệnh thường phát triển mạnh vào mùa mưa, nguyên nhân do thức ăn có chứa nhiều axit, nhất là lạm dụng thức ăn tinh bột hoặc thức ăn khó tiêu, chứa nhiều axit cyanhydric làm ức chế dạ cỏ, ngoài ra còn do những nguyên nhân khách quan như thời tiết hoặc do làm việc quá tải nhiều ngày. Dấu hiệu là kém ăn, đứng không vững, hai chân trước chõi ra, mắt lờ đờ thiếu sinh khí, ngáp và ợ hơi liên tục, bụng trướng, khó thở, cánh mũi thở to, nếu nặng có thể chết do không thở được. Cách điều trị: nên cho trâu bò ăn thêm dơm khô, không nên cho ăn cỏ và úa, hạn chế thực phẩm dầu đạm hoặc chứa axit cyanhydric cao. Nên tăng cường cho trâu bò uống nước, có thể dùng nước trầu không giã nhỏ cho trâu bò uống để chống lên men. 7. Bệnh ngộ độc thức ăn. Đây là căn bệnh thường gặp ở trâu bò nhưng lại ít được quan tâm. Ví dụ như ngộ độc khoai tây vì trong khoai tây có chứa nhiều chất solanin gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, viêm ruột, dạ dày, xuất huyết niêm mạc, phân có máu. Có thể dùng acid tannic, thuốc tẩy MGSO4, thuốc alazin hay truyền glucosa. Ngộ độc cỏ sữa, đây là loại thực phẩm có chứa độc tố như acid ascorbic, sulfonin gây bệnh và làm cho sữa của bò có màu trắng hồng và cay. Chú ý vệ sinh sạch sẽ để hạn chế nguy cơ nhiễm độc. 8. Bệnh lở mồm long móng. Bệnh lở mồm long móng foot and mouth disease là căn bệnh do virus gây ra. Triệu chứng thường gặp là sốt cao 42 độ C kèm ăn, mụn nước phát triển ở chân, miệng, lưỡi, môi và chân răng. Ban đầu mụn nhỏ sau to dần, vỡ ra tạo vết loét làm cho con vật bị long móng. Cách điều trị: nếu ở thể nhẹ có thể dùng thuốc sát trùng cộng với kháng sinh. Tăng cường công tác phòng bệnh, tiêm phòng cho gia súc có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao ít nhất mỗi năm 2 lần, vệ sinh chuồng trại, nếu bệnh phát mạnh có thể tiêu hủy gia súc và tiêu độc chuồng trại. 9. Bệnh sốt ephemeral fever. Bệnh sốt ephemeral fever hay còn có tên là bệnh Cotton Can hay Cotton là căn bệnh do virus gây ra ở các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi nhiễm bệnh, châu bò thường sốt cân nhanh, giảm lượng sữa và nguy cơ vô sinh ở những con đực. Nguyên nhân gây bệnh sốt ephemeral fever đến nay người ta vẫn chưa từng rõ, vì vậy khả năng điều trị vẫn còn hạn chế. 10. Bệnh viêm vú. Bệnh viêm vú ở châu bò mastitis là căn bệnh thường gặp ở châu bò trong giai đoạn sản xuất sữa, làm cho khả năng sản xuất bị suy giảm. Nguyên nhân chính là do khuẩn Staphylococcus, Staphylococcus, Bacillus và E. coli gây ra, gây tổn thương bầu vú và núm vú. Nếu nặng có thể sưng niêm mạc, vú có mủ, viêm vú gây sốt cao, tụ huyết và sữa có máu. Cách điều trị: vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, rửa sạch bầu vú và bàn chân sau khi vắt sữa, phải thao tác nhanh, vắt cạn vú, chườm nóng, xoa nhẹ bầu vú, dùng thuốc kháng sinh 3-5 ngày. 11. Bệnh lao. Lao tuberculosis là căn bệnh truyền nhiễm mãn tính do vi khuẩn lao Mycobacterium tuberula gây ra, nhất là trâu bò nuôi lấy sữa. Triệu chứng thường gặp là lao phổi, lao hạch, lao vú và lao ruột. Thể hiện rõ nhất là lao phổi, màng treo ruột và cơ bắp. Cách phòng ngừa: phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine B, C, G bacterium, Calmitla, Green, tiêm lúc trâu bò được 15 ngày tuổi. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chăm sóc tốt, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm và môi trường. Có thể điều trị bệnh lao bằng kháng sinh kết hợp ăn uống đủ chất, và khi phát hiện mắc bệnh nên cách ly để tránh lây nhiễm trong đàn.